ép dầu gừng ở máy ép dầu thực vật. Đối với lại dầu gừng, chúng ta để ở nhiệt độ khoảng 175 độ. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện. Đầu tiên là bấm vào chữ set. Đây là nút để điều chỉnh các số. Nháy ở chỗ nào thì chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Đây là tăng, còn đây là giảm. Ok. Điều chỉnh chụp ép. Đấy, bị kịch rồi. Sau khi phải chặt, chúng ta sẽ nối ra hai vòng để ép. 1, 2. Sau đây chúng ta sẽ cân thử gừng. Đây là túi 500g. Đây là 2,5 cân. Ta bắt đầu ép. Chúng ta được tẩy ngay dầu. Chúng ta sẽ chất vào chai để đo xem được bao nhiêu ml.